Khoa Park Flex thu nhập 2 tỷ mỗi ngày, đi chơi cũng kiếm ra tiền khiến dân mạng choáng váng. Khoa Park đã trở thành một cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam thông qua các video vlog chia sẻ trải nghiệm du lịch của mình. Không chỉ là một YouTuber thông thường, Khoa Park được biết đến với sự chịu chi không ngần ngại khi chọn lựa những địa điểm sang trọng như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng đắt đỏ để mang lại những trải nghiệm chất lượng nhất cho bản thân và người xem. Đáng chú ý, gần đây, Khoa Park đã chia sẻ về áp lực và suy tư khi bước sang tuổi 30, thậm chí tâm sự rằng anh đã hết động lực làm YouTube. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải vì công việc trở nên nhàm chán, mà là do anh đã có quá nhiều tiền, dẫn đến việc cảm thấy áp lực về việc gồng lời thay vì gồng sức. Mặc dù nhiều người gợi ý Khoa Park mở các khóa học dạy làm giàu cho giới trẻ, nhưng anh đã lên tiếng phản đối ý kiến này. Anh cho biết việc kiếm hàng tỷ đồng mỗi ngày khiến việc kiếm thêm vài chục triệu đồng từ việc dạy học trở nên không đáng để anh dành thời gian. Thay vào đó, Khoa Park muốn tận hưởng cuộc sống và không muốn phải bóc mẽ sự thật về các khóa học làm giàu, cho rằng hầu hết đều là sạo phèn và không mang lại hiệu quả thực sự. Với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi ngày, Khoa Park tiếp tục đầu tư vào công việc làm YouTube và các dự án khác. Tuy nhiên, thân thế thực sự của anh vẫn là một bí mật và làm cho nhiều người tò mò muốn khám phá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Việt News để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.